Xin chào anh em là Tú. Hôm nay em lại trên tay cho anh em một siêu phẩm tại cửa hàng em. Và đây là một chiếc Rolex. Thì em sẽ còn đầy đủ là hộp bên ngoài ở đây. Thì em sẽ mở cái hộp này ra anh em nhé. Chúng ta sẽ có một cái hộp gỗ ở bên trong màu xanh đặc trưng. Em sẽ mở hết từng từng cái hộp ra để cho anh em. Rất là đẹp đúng không anh em? Đây là một chiếc thuộc dòng Submariner. Thì ở đây thì em sẽ còn là ba cái mắt thừa nữa. Và em này sẽ còn là full mắt anh em nhé. Ba mắt thừa và một cái túi ở đây. Trong cái ngăn kéo này thì em sẽ còn là hộp sổ thẻ của chiếc đồng hồ này của em. Đây là quyển sổ to, quyển sổ nhỏ service ở đây. Trên này của em sẽ có thì sẽ có mã là 116613LB. Với số series là U327T618, cái số series rất là đẹp. Ở mặt sau thì anh em sẽ thấy là được vào tên chính chủ là Vũ Tiến Dũng này. Đó, và được mua tại Rolex Boutique Duy Anh FC. Đó, và ngày mua là 2019, một cái đế còn cực kỳ là mới với một chiếc Submariner rất là hiếm hàng như bây giờ. Đó, ok, thì em sẽ để sang một bên và em sẽ bỏ cái chiếc Rolex này lên. Đó, một cái chiếc Rolex với mặt màu xanh la vi, liềng sẽ là liềng xanh và chúng ta sẽ có một vàng 18k ở bên dưới. Trên này dây cũng được làm là dây vàng 18k luôn. Đó, nói chung là bất cứ phần nào màu vàng ở trên chiếc Rolex này đều là vàng 18k. Đó, em sẽ mở cái khóa này ra. Trên này là một cái chiếc đã qua sử dụng anh em nhé. Và em vẫn còn là nguyên trạng nên là anh em nhìn sẽ nó có hơi xước, nhưng mà đối với một chiếc đã qua sử dụng thì xước răm như thế này nó không là vấn đề. Đó, sợ nhất là cấn móc và nó sẽ bị mất hết những cái sắc nét của đồng hồ đi. Đó. Ok, thì em này thì sẽ có size là 40mm và hai phần càng làm khá thẳng. Đây là anh em phải tay khá là to, tay tầm trên 16 thì đeo chiếc này sẽ rất là ổn. Chúng ta sẽ có một cái mặt màu xanh la vi được trải tia rất là đẹp. Đó, khi mà em nghiêng qua từng góc độ này, cái mặt này nó sẽ rất là có chiều sâu. Đó, một cái mặt rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có là các chấm và được gắn dạ quang ở bên trên này, vì là dòng sắp mà nên là anh em sẽ có các dạ quang này, kim cũng sẽ là kim dạ quang. Kim dây được làm nổi bật hơn với một cái chấm dạ quang ở chính giữa dây. Chúng ta sẽ có là dòng chữ Rolex và logo của hãng, dòng Oyster Perpetual Date. Em này sẽ là bên dưới là dòng Submariner này, chống nước là 1000 feet và superlative kilometer, độ chứng nhận chính xác của máy. Và chúng ta sẽ có là một cái ô lịch ốc 3 giờ đây. Ô lịch này thì zoom lên sẽ giúp anh em xem chức năng nó sẽ rất là dễ. Và ở góc 6 giờ, góc 9 giờ đây thì sẽ là góc số vạch, và góc 12 giờ thì là một hình tam giác để nổi bật. Chiếc này của em thì là một chiếc đời mới rồi. Thế là toàn bộ phần liềng bên trong này sẽ được chạy chữ Rolex này. Và anh em sẽ thấy được số series ở bên dưới góc 6 giờ đây. Mặt kính sẽ là mặt kính sapphire nguyên khối được làm lúp phần bên trên này, và em sẽ có một cái logo ẩn bên dưới góc 6 giờ đây. Phần liềng của chiếc đồng hồ này sẽ là liềng ceramic và vàng 18k. Đó, chúng ta sẽ có một cái lum ở góc 12 giờ đây để giúp anh em bấm giờ khi lặn. Đó, liềng này liềng xoay một chiều anh em nhé. Đó, anh em nhìn tiếng kêu rất là đã đúng không? Đó, em sẽ quay từ từ rồi anh em nghe tiếng kêu rất là tuyệt vời. Đó. Một chiếc đồng hồ rất là tuyệt vời của Rolex. Em sẽ lau qua một chút để ở bên cạnh này thì em sẽ có một cái lúm của chiếc đồng hồ này. Thì là dòng thể thao nên là anh em sẽ có là hai cái tai càng ở đây để bảo vệ lúm. Lúm này là lúm mặn cổ chai và được trang bị là hai gioăng chống nước. Khi em mở lúm ra này thì nó xem là để lên con tay và rút ra một lớp là chỉnh lịch.
là một lớp là chỉnh lịch, dự án lớp thứ hai là chỉnh giờ. Em chỉnh về 10 giờ 10. Đó, anh em có thể thấy được cái răng ở đây này. Đó, cái răng chống nước. Và khi anh em đóng chặt lún lại thì anh em sẽ có là 300 mét chống nước. Thân là thân thép không gỉ. Đó, anh em nhìn từng cái góc góc cạnh này rất là sắc. Đó, từng đường led, từng phần liềng này. Đó, cực kỳ là bén bén cạnh. Bộ dây trang bị trên chiếc đồng hồ này sẽ là bộ dây dây tanh. Và em nó sẽ có là một mắt ở giữa khá là to và được làm bằng toàn bộ này là một vàng đặc, và hai đường chỉ bên cạnh sẽ là đường thép không gỉ. Đó, chúng ta sẽ có các đường phay xước ở đây và vàng sẽ là vàng bóng. Khóa sẽ là khóa bấm Oyster. Đó, anh em bấm vào đây và đóng khóa lại. Đó, khi anh em mở ra thì sẽ mở gảy nhẹ lên thì sẽ mở khóa. Đó, rất là dễ dàng. Mà trong khóa cũng được làm khá là tuyệt vời. Anh em nhìn bộ khóa này rất là tinh tế. Bộ khóa này thì anh em có thể chỉnh nhanh được. Ví dụ như mà hiện tại thì em muốn chỉnh ra thì anh em mở cái lớp ra này. Đó, và anh em có thể chỉnh ra chỉnh vào được. Đó, anh em thấy rất là linh động đúng không? Còn là anh em đóng lại thì sẽ bấm. Đó. À, mặt sau đáy thì anh em sẽ có là một cái đáy kín, và bộ máy sử dụng trên chiếc đồng hồ này thì sẽ là bộ máy 3135. À, anh em sẽ có là 48 giờ tích cóp và thời gian tần số dao động là 28.800 và 31 chân kính. Đó. Một cái thông số trên bộ máy của Rolex rất là tuyệt vời. Ok, thì em sẽ lên tay thử cho anh em chiếc đồng hồ này nhé. Cổ tay em là cổ tay 15.8. Mà lên tay chiếc Submariner này cũng gọi là vừa đẹp. Đó, anh em tay to hơn thì đeo đẹp hơn. Rất là thể thao. Và nó sẽ đem đến rất là nhiều sức hút cho anh em lên tay với người đối diện. Đó. Ok, chiếc này em đang bán là một chiếc hàng lướt. Còn đầy đủ là hộp sổ như trong video này thì em đang bán với cái giá rất là tốt so với thị trường hiện tại. Đó. Và chiếc Submariner này cũng rất là hiếm, nên là anh em quan tâm chiếc đồng hồ này của em thì có thể qua trực tiếp sau lên tay, cũng là inbox cho em một cách nhanh nhất để em có thể tư vấn trực tiếp cho anh em nhé. Để em sẽ quay qua một lượt chiếc đồng hồ này để anh em có thể nhìn một cách tổng thể. Đó. Ok, thì em xin kết thúc video tại đây. Em xin chào và gặp lại anh em.